được nghỉ ít nhất là một ngày vào ngày mai, ngày 17 tháng 9. Và giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đội hình ra sân của cả hai đội bóng trong ngày hôm nay. Đây là đội hình ra sân của đội biên phòng, bao gồm các vận động viên mang áo số 1 Nguyễn Đức Hoàng, số 7 Hoàng Đức Duy, số 17 Trần Văn Năm, số 3 Trần Minh Đức, số 12 Trung Hình Pháp và số 10 là Bùi Hữu Đạt, đội trưởng. Huấn luyện viên của đội biên phòng đó là ông Phạm Đình Khỏe. Còn bây giờ sẽ là đội hình xuất phát của các cầu thủ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, bao gồm các vận động viên mang áo số 5 Trần Bảo Duy, số 6 Lê Quang Hợp, số 12 Tài Nhật Tỷ, số 7 Nguyễn Thanh Chiết, số 15 Huỳnh Minh Đình và số 2 là Nguyễn Thanh Thuận. Huấn luyện trưởng của đội U23 Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là ông Nguyễn Ngọc Thanh. Ngày hôm nay thì chắc chắn là huấn luyện viên Phạm Đình Khỏe sẽ tung ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ ít được thi đấu trong xuyên suốt các trận đấu đã qua tại vòng bảng để giữ lại nền tảng thể lực tốt cho những người được coi là những nhân tố chính để giúp cho họ có thể cạnh tranh với tấm vé lọt vào trận chung kết. Ở trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 9 thì đã có một màn so tài cũng ở nội dung của nam giữa Hà Nội và Ninh Bình. Đó là trận đấu mà Ninh Bình đã giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 3-0. Đó cũng là một trận đấu mà hai đội chơi với một phong thái, đó chính là giữ sức cho trận đấu bán kết. Trong khi đó, hai trận đấu ở nội dung của nữ cũng đã được diễn ra. Màn so tài giữa Thái Nguyên và Quảng Ninh cũng đã khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về Thái Nguyên. Một trận đấu rất kịch tính, kéo dài tới 5 set. Và đây sẽ là trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu hôm nay, cũng như là khép lại vòng bảng. Chúng ta cũng đã tìm ra các trận đấu tại vòng tứ kết của nữ và bán kết của nam. Và ngày mai 17 tháng 9 sẽ diễn ra các trận đấu thuộc vòng tứ kết của nữ. 4 trận đấu sẽ diễn ra giữa Hoa Chất Đức Gia Lào Cai gặp Quảng Ninh, Vietinbank gặp VTV Bình Điền Long An, Thái Nguyên gặp Hà Nội và Binh Chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước sẽ đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn khi bước vào đến vòng tứ kết rồi thì các trận đấu sẽ được dự báo tương đối khó đoán, mặc dù cũng có những sự chênh lệch ở một số cặp đấu nhất định. Ở nội dung của nam thì chúng ta sẽ được chứng kiến các trận đấu diễn ra ở vòng bán kết vào ngày 18 tháng 9. Trong đó trận bán kết 1 sẽ là cuộc đọ sức giữa Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội và Ninh Bình sẽ gặp Biên Phòng ở trận đấu bán kết 2. Thể Công Tân Cảng là đội đã giành vị trí nhất sau vòng bảng, xếp thứ nhất sau vòng bảng. Họ đối mặt với đội bóng xếp ở vị trí thứ 4 sau vòng bảng là Hà Nội. Trong khi đó, vị trí thứ 2 và thứ 3 thuộc về Ninh Bình và Biên Phòng. Do các trận đấu đã được xác định và vị trí của các đội cũng đã được xác định nên đây là trận đấu thủ tục thôi. Bản thực chất là như vậy. Tuy nhiên các vận động viên của hai đội bóng mà chúng ta đang được theo dõi trong trận đấu này có lẽ là sẽ đan xen sử dụng các vận động viên ít được thi đấu trong xuyên suốt các trận đấu đã qua. Mặc dù vậy thì với Thành phố Hồ Chí Minh đương nhiên là các vận động viên của họ vẫn muốn có được một trận đấu hay để có thể khép lại giải đấu năm nay. Sau những màn tranh tài rất căng thẳng ở vòng bảng thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ được theo dõi các trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào ngày mai. Và chắc chắn
các khán giả cũng sẽ đến nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn để cổ vũ cho hai đội bóng một cách nhiệt tình hơn. Trong những ngày qua thì chúng ta cũng đã được chứng kiến tình cảm rất lớn đến từ các khán giả và người hâm mộ tại Bắc Cạn. Và nếu như không có điều kiện để đến trực tiếp sân theo dõi thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể dõi theo các trận đấu trên kênh Osport hoặc ứng dụng thể thao Osport trên mạng xã hội của chúng tôi. Bây giờ đang là những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ nhất. Lúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn với điểm 5-4. Điểm biên phòng 5 đều. Vừa rồi là pha ghi điểm của vận động viên số 3 Minh Đức. Bóng đã chạm vào tay chắn của đội Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó ra ngoài. Thêm một điểm nữa dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi là tình huống tấn công ở vị trí của anh Khôi. Pha dứt điểm vừa rồi đã ra ngoài. 7-5. Điểm 7-5 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tình huống dứt điểm của Đức Hoàng. Bóng đã không chạm vào tay chắn bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh. Nỗ lực cứu bóng. Lại thêm một tình huống tấn công ra ngoài nữa của biên phòng. Điểm tiếp theo 8-5. Lần này thì pha phát bóng của điểm biên phòng 6-8. Quang Hợp đã không qua lưới. Ở tình huống tiếp theo lại là một pha dàn xếp tấn công tương đối tốt tới từ các thành viên của Thành phố Hồ Chí Minh. Người đã kết thúc vẫn là anh Khôi với một tình huống dứt điểm trực diện. Anh Khôi cũng sẽ là người phát bóng cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng thủ tốt. Bóng chạm chắn và rơi ở phần sân bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh. 7-9. Thêm một pha dàn xếp tấn công tốt nữa của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên áo đỏ đang có một ngày thi đấu tương đối tốt. Họ đang nhập cuộc rất hứng khởi. Mặc dù biết rằng đây chỉ là một trận đấu thủ tục mà thôi, nhưng rõ ràng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần những cú hích để cho những giải đấu tiếp theo, những giải đấu trẻ tiếp theo của họ diễn ra một cách suôn sẻ hơn. Bóng chạm vào tay chắn và ra ngoài. Điểm 11-7 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Phạm Đình Khỏe đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
đó là tình huống phạt bóng không tốt. Lại thêm một tình huống tấn công nữa được thực hiện bởi các vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này là tình huống phối hợp ấn tượng hơn. Đang là những phút giây vô cùng khó khăn dành cho hàng thủ của đội biên phòng. Biên phòng đang chơi rất cầm chừng với những tình huống xử lý tương đối nhẹ nhàng của họ, không quá căng sức. Những pha dứt điểm ngày hôm nay cũng được thực hiện tương đối đơn giản. Thêm một cơ hội tấn công nữa. Và giờ sẽ là tình huống phản công dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng chạm vào tay chắn, vẫn có thể cứu bóng được. Rất hay. Tình huống bỏ nhỏ thành công của vận động viên mang áo số 6 bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Quang Hợp. Vậy biên phòng có sự điều chỉnh. Đào Nhật Bình đã vào sân. 13-8 cách biệt 5 điểm thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một tình huống tấn công nữa dành cho biên phòng. Lần này thì cú dứt điểm của Văn Nam đã không thể có điểm dành cho đội biên phòng. Phạt bóng chéo sân và đó là tình huống dứt điểm ra ngoài. 14-8. Liên tiếp là những tình huống tấn công không hiệu quả tới từ đội biên phòng và giờ thì cách biệt đã được đẩy lên thành 7 điểm. Biên phòng đã mở màn giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia bằng trận thua với tỷ số 0-3 trước Thể Công Tân Cảng. Mặc dù đó là trận đấu mà cặp trò huấn luyện viên Phạm Đình Khỏe cũng đã chơi rất nỗ lực. Nhưng Thể Công Tân Cảng như ta biết, đội hình của họ rất nhiều thành viên đã từng lên ngôi vô địch ở mùa giải năm ngoái. Do đó với một bộ khung như vậy rất khó để có thể vượt qua. Bước sang trận đấu thứ hai, biên phòng đã có trận thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến trận đấu tiếp theo thì biên phòng có trận thắng trước đội Quảng Nam. Những chiến thắng rất quan trọng đã giúp cho biên phòng giành vé lọt vào chơi ở vòng bán kết. Họ đứng ở vị trí thứ 3 tại bảng A, bảng đấu của Nam. Trong khi đó thì Thành phố Hồ Chí Minh, họ đến với giải đấu năm nay không thực sự chất lượng với đội hình tham dự. Họ đã mở màn bằng trận thua với tỷ số 1-3 trước Hà Nội. Và sau đó họ thua tiếp đội Quảng Nam với tỷ số 0-3. Và các trận đấu tiếp theo thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể tạo ra những sự bất ngờ nào cả. Còn đây là trận đấu mà Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với biên phòng, trong bối cảnh mà biên phòng đã chắc chắn có vé lọt vào vòng bán kết. Do vậy việc Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay họ muốn có được chiến thắng để có thể dành tặng cho các cầu thủ biên trước khi chia tay với giải đấu năm nay cũng là điều dễ hiểu. Thành phố thay vận động viên số 6 ra, số 3 dự.
Bóng chạm vào tay chắn. Cơ hội tấn công dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Những tình huống bỏ nhỏ ngày hôm nay cũng được thực hiện tương đối tốt tới từ Thành phố Hồ Chí Minh. Và thêm một điểm nữa dành cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thành. Cách biệt tiếp tục được đẩy lên tốt hơn. Một tình huống không hiểu nhau giữa Minh Đức và Đức Duy. 17-10. Và đỡ bước một không chất lượng. Đó cũng là một tình huống phát bóng gây ra sự khó chịu nhất định cho đội biên phòng. 18-10. Tình huống tấn công ở pha dứt điểm tiếp theo trong tình huống vừa rồi của Minh Đức thì khó có thể phòng thủ được. Pha dứt điểm rất mạnh của Minh Đức. 11-18, biên phòng sẽ phải có một mạch ghi điểm rất tốt mới có thể bám đuổi được Thành phố Hồ Chí Minh ở trong trận đấu đầu tiên. Bây giờ cách biệt đã được đẩy lên thành 8 điểm rồi. Trong tình huống vừa rồi thì quá khó để các vận động viên phòng thủ phía sau của Thành phố Hồ Chí Minh có thể chống đỡ được. Và giờ là cách biệt lên tới 7 điểm. Biên phòng vừa mới rút ngắn xuống xong thì ngay lập tức Thành phố Hồ Chí Minh lại có một tình huống xử lý hay tới từ chuyền hai của họ. Dứt điểm phía sau vạch 3m. Và đó là tình huống block tốt của các tay chắn bên phía đội biên phòng. Lần này thì không có cơ hội cho tình huống dứt điểm đến từ vị trí của Bảo Duy. Hai pha chắn bóng của các vận động viên bên phía biên phòng, nhưng ở tình huống vừa rồi thì bóng đã rơi ở ngoài sân. Đó là pha phát bóng ra ngoài, các vận động viên của biên phòng đã chủ động bỏ bóng. Pha phát bóng quá mạnh của Minh Đình. Bóng rơi bên phần sân của đội biên phòng. 22-15 và có lẽ là mọi thứ sẽ khép lại với biên phòng ở trong trận đấu đầu tiên này. Quá khó để họ có thể bám đuổi. Đó là tình huống dứt điểm thành công của Văn Nam.
rất hay. Đúng là Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay đã có được sự quyết tâm rất lớn cho những pha xử lý của họ. Lần này là cú đập bóng dọc biên 23-16 dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Câu trả lời của Văn Nam vẫn là tay đập mang áo số 17 đang miệt mài ghi điểm cho đội biên phòng ở trong trận đấu này. Nhưng bây giờ đang là khoảng cách quá xa và cũng tương đối khó để cho đội biên phòng có thể bám đuổi được. Phòng thủ tốt, tiếng dứt điểm của Minh Đức, bóng chạm vào tay chắn rồi. Nhưng sau đó thì biên phòng không có vận động viên nào có thể xử lý bước tiếp theo, set point cho Thành phố Hồ Chí Minh. Set point cho đội Thành phố Hồ Chí Minh 24-17. Với khoảng cách 7 điểm thì biên phòng có lẽ là sẽ chờ đợi những diễn biến trong trận đấu thứ hai để có thể tạo ra được thêm những sự hấp dẫn cho trận đấu ngày hôm nay. Pha bỏ nhỏ thành công, tình huống bỏ nhỏ của Minh Đức. Người phát bóng cho đội biên phòng sẽ là Đức Duy. Những nỗ lực cứu bóng của Thành phố Hồ Chí Minh. Pha dứt điểm rất mạnh của Minh Đức. 19-24. Và sau đó thì huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thanh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có khá nhiều cơ hội để có thể kết thúc set đấu đầu tiên. Trận đấu sẽ quay trở lại. Liệu chúng ta xem là Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ có thể kết thúc trận đấu này hay không? 20-24. Biên phòng đã có thể níu kéo lại một chút hy vọng. Đây là tình huống dứt điểm không tốt. Bóng đã không qua lưới của Trần Bảo Duy. Được một không tốt rồi. Và đó là tình huống block thành công. 21-24. Thành phố Hồ Chí Minh có được cơ hội rất tốt để có thể kết thúc trận đấu, nhưng họ đã liên tiếp bỏ lỡ set point. Đó là tình huống mà bóng đã chạm vào tay chắn. Cuối cùng thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vượt qua biên phòng ở trong trận đấu này. Mặc dù trong những diễn biến cuối thì hơi khó một chút, nhưng các vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã có lợi thế quá tốt. Và set 1 khép lại với chiến thắng thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. 1-0 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh trước biên phòng với điểm 25-21.
Quý vị và các bạn khán giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với những ngày trực tiếp ở nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn để theo dõi những diễn biến trong set đấu thứ hai. Trận đấu được diễn ra giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng. Đây là trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia năm 2024. Ở trong set đấu đầu tiên thì đội Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua đội Biên Phòng với điểm 25-21. Và giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến trong set đấu thứ hai. Xin được nhắc lại một lần nữa, lúc này 4 đội bóng ở nội dung của nam đã được xác định lọt vào vòng bán kết. Với trận bán kết 1 sẽ diễn ra giữa Thể Công Tân Cảng và Hà Nội. Trận bán kết 2 sẽ diễn ra giữa Ninh Bình và Biên Phòng. Đó là hai trận đấu bán kết ở nội dung của nam. Và ngày mai chúng ta sẽ được theo dõi 4 trận đấu tứ kết ở nội dung của nữ. Lúc 14 giờ sẽ là trận đấu giữa Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp Quảng Ninh. Các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Vietinbank và VTV Bình Điền Long An. Thái Nguyên sẽ gặp Hà Nội và binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước sẽ chạm trán với Thành phố Hồ Chí Minh. Các trận đấu bán kết sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 9. Do vậy, các đội bóng của nam sẽ được nghỉ ít nhất là một ngày trước trận đấu bán kết. Trận đấu mà chúng ta đã được theo dõi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng diễn ra với kết quả cuối cùng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của các đội bóng. Do vậy ngày hôm nay chắc chắn là các vận động viên bên phía Biên Phòng họ sẽ thi đấu giữ sức một chút. Trong thể thao thì rất có thể những chấn thương bất ngờ sẽ diễn ra. Do vậy các đội bóng khi mà đã chắc chắn lọt vào vòng trong với những trận đấu quan trọng rồi thì họ sẽ muốn chơi một cách cẩn trọng, đặc biệt là với các vận động viên chủ chốt. Thêm một tình huống tấn công nữa của đội Thành phố Hồ Chí Minh, hai đều. Trong set đấu đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh đã có được những điểm số liên tiếp để vươn lên dẫn Biên Phòng với một khoảng cách nhất định, và đến khi Biên Phòng họ bắt đầu với một nhịp chơi tốt hơn thì đó đã quá muộn. Trong set đấu đầu tiên thì Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua Biên Phòng với điểm 25-21, nhưng trước đó thì họ đã để có một khoảng cách tốt trước Biên Phòng với cách biệt lên tới 7-8 điểm. Người phá bóng bên phía Biên Phòng sẽ là Huỳnh Pháp. Đó là pha dứt điểm nhưng quá mạnh. 4-2 dành cho Biên Phòng. Có lẽ ở set đấu thứ hai này thì đội Biên Phòng họ sẽ chơi tập trung hơn. Nhìn chung với lực lượng của mình thì Biên Phòng vẫn nhỉnh hơn so với Thành phố Hồ Chí Minh khá nhiều ở giải đấu năm nay. Lực lượng mà Thành phố Hồ Chí Minh mang đến giải U23 quốc gia năm 2024 được coi là không quá mạnh, và các vận động viên của họ đã liên tiếp có những trận thua. Ba bốn tình huống tấn công tốt của đội Biên Phòng. Đó là tình huống dứt điểm của Quang Hùng. Bây giờ người phát bóng sẽ là Đào Nhất Minh. Bước một không tốt rồi. Nhưng sau đó thì bên phía Biên Phòng, Quang Hùng lại có một tình huống xử lý không hiệu quả. Pha đỡ bóng không tốt đã khiến cho đồng đội cũng bị bất ngờ.
Đó là tình huống bóng ở ngoài sân. 7-4 dành cho biên phòng. Minh Đức sẽ là người phát bóng cho biên phòng. Rất hay. Những tình huống tấn công như vừa rồi của đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều ở trong set 1. Và vẫn là sự xuất hiện của Minh Đình. Rất mạnh. Và dứt điểm rất mạnh của Văn Nam. Và đập bóng bằng có lẽ là dồn hết sức của mình. Tiếng dứt điểm cắm sàn của Văn Nam. Và biên phòng đang dẫn với điểm số 8-5. Chắn bóng thành công. Thêm một tình huống block nữa của các tay chắn bên phía biên phòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Có vẻ như ở set đấu này thì biên phòng đã chơi tập trung hơn và có nhiều tình huống xử lý chính xác hơn. Thành phố Hồ Chí Minh họ thắng được trong set đấu đầu tiên thì cũng là một bất ngờ nếu như chúng ta theo dõi xuyên suốt giải đấu. Nhưng với cục diện ở thời điểm hiện tại cũng như là tinh thần của hai bên thì cũng có thể phần nào hiểu được. Đây đã là trận đấu cuối của Thành phố Hồ Chí Minh tại giải. Và họ cũng muốn có một set thắng trước một đội bóng mạnh để có thể bước tiếp các giải đấu tiếp theo một cách tốt hơn nữa. Còn với biên phòng thì đến set đấu thứ hai, nhịp chơi của cặp trò huấn luyện viên Phạm Đình Khỏe mới quay trở lại một cách tốt nhất. Điểm tiếp theo dành cho biên phòng. Ở trận đấu thứ hai thì đang là một diễn biến tương đối khác biệt. Tình thế đã đảo ngược khi biên phòng lúc này đang dẫn với khoảng cách 6 điểm, 11-5. Chúng ta xác định đó là tình huống dứt điểm bóng ở trong sân. Và xử lý ngay từ bước 2. Và đó là tình huống rất khôn ngoan với pha xử lý này của Hữu Đạt. Hữu Đạt là đội trưởng bên phía biên phòng ở giải đấu năm nay. Lần này là pha đập bóng chéo sân của Thành phố Hồ Chí Minh với tình huống kết thúc của Tài Nhật Tỷ. Tài đẹp mang áo số 12 của Thành phố Hồ Chí Minh. Quá hay. Thêm một tình huống giả xếp tấn công nữa của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói là trong ngày hôm nay thì ngoài việc biên phòng chơi không thực sự tốt thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cho thấy những tình huống tấn công của họ tương đối đa dạng.
Lần này là tình huống dứt điểm của Bảo Duy. Bóng được đưa ra phía sau của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Cự ly đứng không tốt của các vận động viên ở hàng thủ bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh. 13-8. 13-8 dành cho Biên Phòng. Đó là pha bóng đập vào tay chắn và ra ngoài. Quá khó để có thể đỡ được ở bước tiếp theo khi mà bóng đã chạm vào tay chắn tương đối mạnh. Pha chắn bóng rất hiệu quả của các vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh trong tình huống này. 10-14. Lần này thì Trần Minh Đức đã có một tình huống tấn công không mắc bất kỳ một sai sót nào. Khoảng cách vẫn đang được duy trì bởi Biên Phòng, dao động khoảng 4-5 điểm. Pha phạt bóng đã khiến cho libero của đội Thành phố Hồ Chí Minh gặp bất lợi ở tình huống xử lý bước 1. Đó là pha xử lý không thành công của libero Trọng Phúc. 16-10. Tiếp tục là tình huống phạt bóng của Nhất Minh. Tình huống phát bóng trong sân, đó là phán đoán không tốt. Phán đoán không tốt của Ngọc Thành. Và với khoảng cách này thì Biên Phòng đang tạo ra đúng với những gì mà Thành phố Hồ Chí Minh đã làm được ở trong set 1. Không phải Ngọc Thành, người đã phán đoán không hiệu quả, không chính xác, đó chính là Nhật Tỷ trong pha bóng vừa rồi. Huấn luyện viên Ngọc Thành đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Và sau khi có những phút giây hội ý và quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay thì đội Thành phố Hồ Chí Minh đã có điểm trong tình huống vừa rồi. Đó là pha bóng ghi điểm của Bảo Duy. 11-17. Rất hay. Ở trận đấu này chúng ta thấy rõ nét hơn những tình huống kết thúc của Minh Đức và hiệu quả trong những pha dứt điểm của cầu thủ này. 18-11 đang là một cách biệt tương đối dễ thở dành cho các vận động viên của Biên Phòng ở trận đấu thứ hai. Pha phạt bóng rất khó chịu của Minh Đức. Cơ hội tấn công dành cho Biên Phòng. Bóng đã chạm vào tay chắn và khiến cho các vận động viên ở hàng thủ phía sau bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh không thể làm gì hơn được. Quá khó cho Bảo Duy.
điểm cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là trọng tài đã đưa ra quyết định thay đổi của mình. Có vẻ như vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã chạm lưới. Điểm vừa rồi thuộc về biên phòng. Một khoảnh khắc mà các trọng tài chưa có được sự kết nối quá tốt, khi mà tình huống cũng đã diễn ra rất nhanh. Thêm một pha block nữa của các tay chắn bên phía đội biên phòng. Nhưng trong tình huống quyết định thì đã có lỗi của vận động viên bên phía đội áo trắng. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 12-20. Chúng ta cùng theo dõi là tình huống này. Lỗi chạm lưới rồi, lỗi chạm lưới của Quang Hùng. 12-20 vẫn là một cách biệt quá tốt dành cho biên phòng ở trong trận đấu này. Pha phát bóng ghi điểm của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi là một phán đoán không tốt của các vận động viên bên phía biên phòng. Trong tình huống tiếp theo thì bóng đã không thể qua lưới ở tình huống phát bóng của Thanh Chiết. 21-13. Bỏ nhỏ rất hay. Pha bỏ nhỏ rất hay của Minh Đức. 22-13. Tỷ số rất nhiều khả năng là sẽ được cân bằng một đều sau set đấu này, với một cách biệt lên tới 9 điểm. Tình huống tấn công bóng ở ngoài sân, cách biệt 10 điểm rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem là trận đấu thứ 3 biên phòng có duy trì được mạch thắng của họ hay không. Thêm một tình huống tấn công nữa nhưng bóng ở ngoài sân. Set point cho biên phòng. Cơ hội để có thể kết thúc set đấu này. Đó là tình huống chặn bóng thành công của đội biên phòng. 25-13 là điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai. Đây là một set đấu mà biên phòng đã vượt trội hơn quá nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng với những gì đã dự đoán, họ trở lại với một tâm thế tốt nhất cho màn so tài cuối cùng tại vòng bảng này. Tỷ số là 1-1 sau 2 set. Hai đội đổi sân và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến của set đấu thứ 3 sau đấy phút nữa.
Xin chào quý vị khán giả, chúng ta sẽ quay trở lại với những ngày trực tiếp tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn để theo dõi trận đấu thứ 3, trận đấu giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng. Đây là trận đấu cuối cùng của cả hai tại vòng bảng của giải bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024. Set 1 đã kết thúc với việc Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Biên Phòng với điểm 25-21, và trận đấu thứ hai thì Biên Phòng đã có một chiến thắng cách biệt trước Thành phố Hồ Chí Minh 25-13. Và đây đang là set đấu thứ 3, set đấu mà Biên Phòng đương nhiên là sẽ muốn tiếp tục thể hiện sức mạnh của họ trước đội bóng đánh giá là yếu nhất của bảng đấu. Nhưng ngày hôm nay có lẽ với Thành phố Hồ Chí Minh, họ vượt qua Biên Phòng ở trong set đấu đầu tiên cũng là một trong những điểm nhấn tương đối tốt dành cho đội bóng này. Đó là tình huống mà trọng tài xác định điểm thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh hay không. Đó là pha dứt điểm chéo sân. Tình huống kết thúc của Thanh Chiết. Thanh Chiết đã có một pha đập bóng quá khó để cho các vận động viên bên phía Biên Phòng có thể chống đỡ được. 4-1 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh ở trong set đấu thứ 3. Phòng thủ khá hay. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng chơi với một tinh thần quyết tâm rất lớn. Có thể cứu bóng được, và sau đó là tình huống xử lý rất ấn tượng của Huỳnh Pháp. Huỳnh Pháp đã đẩy trái bóng sang phần sân của đối thủ rất nhanh ở trong tình huống này. Anh đã tạo ra bất ngờ cho các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm 2-4. Sau đó là một pha kết thúc cực kỳ hợp lý. Năm 2 dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang có được lợi thế tạm thời ở trong set đấu thứ 3. Như vậy cuối cùng thì Biên Phòng cũng đã cân bằng điểm số 5 đều ở trong set đấu thứ 3 này. Như chúng tôi nói thì đây là một trận đấu mà các vận động viên bên phía Biên Phòng họ cũng muốn kết thúc nhanh để
có được những phút giây nghỉ ngơi tốt nhất trước khi bước vào loạt trận bán kết. Dù vậy thì chúng ta cũng đang được theo dõi Thành phố Hồ Chí Minh chơi tương đối ấn tượng. Ít nhất thì cho đến thời điểm hiện tại họ đã tạo ra rất nhiều khó khăn cho đội biên phòng. Vừa rồi là pha dứt điểm ra ngoài của Thanh Chiết, 6 năm dành cho biên phòng. Sau pha bóng vừa rồi thì huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thanh của đội Thành phố Hồ Chí Minh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn 5-2, bây giờ họ lại để cho đối thủ vươn lên dẫn ngược 7-5. Đó là tình huống dứt điểm tốt, pha dứt điểm tốt của Minh Đình. Tay đẹp mang áo số 15 vẫn đang có những tình huống di chuyển tương đối thoải mái để dứt điểm. Anh cũng đã kết hợp với chuyền hai bên phía Thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội dành cho đội biên phòng. Pha dứt điểm quá mạnh của Minh Đức, tình huống đập bóng gần như là hết lực. Pha chắn bóng thành công và Thành phố Hồ Chí Minh đã cân bằng điểm 8 đều. Trận đấu thứ 3 đang diễn ra rất hay khi hai đội có được sự cân bằng hơn về những tình huống tấn công của họ. 8 đều rồi là điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này thì các tay chắn của Thành phố Hồ Chí Minh không thể mang lại điểm. Đó là tình huống mà bóng đã rơi ngoài sân. 9-8. Xử lý không tốt. Đó là tình huống xử lý không tốt của các vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Những pha bóng rất phí ở trong những tình huống như thế này. Pha di chuyển vừa rồi của Thanh Chiết đã bị vướng phải người của đồng đội. Bóng chạm chắn và ra ngoài. 9-10. Người phát bóng cho đội biên phòng sẽ là đội trưởng Bùi Hữu Đạt.
không quá khó ở tình huống triển khai tấn công. Lúc này thì những pha tấn công biên của đội Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn ra tốt hơn. Những tay đập ở bên phải và bên trái của họ cũng có những tình huống di chuyển rất khôn ngoan. Pha phát bóng lại không thể qua lưới, tình huống phát bóng quá nhẹ. Nhật Tỷ vừa rồi đã có một pha xử lý không hiệu quả. 12-10. Giờ sẽ là tình huống phát bóng của Trần Văn Nam. Dứt điểm rất hay. Tưởng chừng như không thể có được lợi thế cho tình huống vừa rồi của Thanh Chiết, nhưng vận động viên này vẫn có thể tạo ra một khoảnh khắc thú vị. Bóng được tấn công vào vị trí của libero Văn Lương và sau đó là điểm dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 11-12. Phòng thủ không tốt. Tình huống phòng thủ chưa hiệu quả của Quang Hợp. Cơ hội tấn công rất mạnh, cú đập bóng rất mạnh của Minh Đức, nhưng vừa rồi thì trọng tài đã xác định bóng ở ngoài sân. 12-13, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang nỗ lực để có thể bám đuổi từng điểm số. Và giờ vẫn chỉ là khoảng cách một điểm. Đây vẫn chưa là khoảng cách tốt của đội biên phòng. Ở trận đấu này thì hai đội đã chơi cẩn trọng hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đó. 14-12, tình huống phát bóng không thành công của Bảo Duy. Ở trận đấu này thì đã xuất hiện nhiều hơn những tình huống phát bóng hỏng đến từ đội Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng ở trong sân. Tình huống phát bóng an điểm của Nhất Minh. Thêm một phán đoán không hiệu quả nữa tới từ đội Thành phố Hồ Chí Minh. 15-12. Vẫn là Nhất Minh. Lần này thì Nhất Minh đã phát bóng ra ngoài. Hai tình huống gần như là tương tự nhau. Ở pha xử lý tiếp theo của mình thì Nhất Minh lại không thể đưa bóng vào trong sân. 13-15. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng có một tình huống phát bóng không tốt. Đó lại là Thanh Chiết. Và sau đó là pha phát bóng đã khiến cho libero Trọng Phúc đỡ bước một lỗi. 17-13, biên phòng đã tạo ra cách biệt ở trong set đấu thứ 3 này. Trước đó là những phút giây mà đội Thành phố Hồ Chí Minh bám đuổi tương đối ổn. Và không thể có được mạch ghi điểm ấn tượng hơn đến với biên phòng. Nhật Tỷ vừa rồi đã có một tình huống đập bóng qua chắn. 14-17. Phá dứt điểm nhưng bóng ở ngoài sân trong tình huống vừa rồi. Mọi thứ đang diễn ra rất khó khăn dành cho Thành phố Hồ Chí Minh ở trong set đấu thứ 3. Giờ là cách biệt lên tới 5 điểm dành cho biên phòng
chạm chắn. Cơ hội tổ chức tấn công dành cho đội biên phòng dứt điểm phía sau vạch 3m. Tình huống đáp trả của Thành phố Hồ Chí Minh không được. Bỏ nhỏ thành công. Đó là pha bỏ nhỏ rất hay. Tình huống xử lý một cách hiệu quả. Đây là phóng đã tạo ra bất ngờ cho Minh Đức ở phía sau. Minh Đức cũng đã rất nỗ lực nhưng không thể cứu bóng. Tình huống phát bóng không qua lưới. Ở trận đấu thứ 3 thì đúng là các vận động viên bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều tình huống phát bóng hỏng. Họ để mất đi những điểm số rất đáng tiếc ở trận đấu này. Quá mạnh với tình huống dứt điểm của Văn Nam. Thêm một cơ hội tấn công nữa dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là tình huống mà bóng đã chạm chắn ra ngoài. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang rất miệt mài. Dù sao thì chúng ta cũng phải dành lời khen ngợi dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là đó là tình huống mà bóng đã ở trong sân chứ không phải ra ngoài. Người phát bóng cho Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là Uông Duy Quang. Có lẽ đến set đấu thứ tư thì hai đội cũng có những phương án điều chỉnh cho các vận động viên ít được ra sân tại giải đấu năm nay trong các trận đấu đã qua ở vòng bảng để họ có thể thi đấu nhiều hơn. Tình huống phù hợp đập trông. 22-17 và có lẽ là set đấu này sẽ tiếp tục là chiến thắng dành cho đội biên phòng để họ nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Biên phòng đã quay trở lại một cách kịp thời ở trong set 2 và set đấu thứ 3 khi họ chơi tập trung và có những tình huống xử lý bóng chính xác hơn thì gần như là không có cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. 18-22. Thêm một pha phát bóng nữa của Bảo Duy. Không qua lưới ở tình huống tấn công của Minh Đức. Có lẽ là huấn luyện viên Phạm Đình Quẩy sẽ phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một điểm nữa thì đội biên phòng sẽ bị rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm thôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Điều đó đã không xảy ra trong tình huống vừa rồi. Rất hay. Set point dành cho đội biên phòng. Rất bản lĩnh. Và sau đó thì huấn luyện viên bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Thanh đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Bây giờ thì cơ hội dành cho Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này đã không còn nữa. Biên phòng họ đã tạo ra một khoảng cách rất tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể níu kéo lại một chút hy vọng dành cho họ ở set đấu này. 20-24. Và sau cùng thì đội Thành phố Hồ Chí Minh họ đã phải chấp nhận thất bại ở trong set đấu thứ 3 với tình huống quá hay đến từ đội biên phòng. Người đã kết thúc pha bóng vừa rồi là Minh Đức. Không có gì bất ngờ ở trong những diễn biến cuối của set đấu thứ 3 này. 25-20 là điểm số giúp cho biên phòng vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh ở trong set 3. Tỷ số lúc này đang 2-1 nghiêng về biên phòng. Xin kính chào quý khán giả, chúng ta đang được quay trở lại với những ngày trực tiếp tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn. Bây giờ sẽ là những diễn biến trong set đấu thứ tư, trận đấu được diễn ra giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng. Lúc này sau 3 set thì tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Biên Phòng. Trận đấu cuối cùng của cả hai tại vòng bảng ở giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh là đội đã vượt qua Biên Phòng ở trong set 1, nhưng hai set đấu sau đó thì không có bất ngờ nào xảy ra. Biên Phòng đã chơi cực kỳ chắc chắn. Sau trận đấu ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức chia tay với giải bóng chuyền U23 quốc gia. Trong khi đó thì Biên Phòng sẽ nghỉ ngơi vào ngày mai. Họ sẽ trở lại thi đấu vào ngày 18 tháng 9 và đối mặt với đội Ninh Bình ở trận đấu bán kết. Và đó là trận đấu rất quan trọng của đội biên phòng, để xem là họ có thể vượt qua đối thủ của mình và lọt vào chơi ở trận đấu chung kết hay không. Do vậy chắc chắn là ngày hôm nay thì biên phòng cũng muốn các vận động viên sớm vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh để có thêm những thời gian nghỉ ngơi. Với Thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ trong trận đấu này mục tiêu giành ít nhất là một set thắng của họ cũng đã thành công. Set đấu đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh đã chơi rất hay. Họ cũng đã tận dụng thời cơ khi mà biên phòng không nhập cuộc hiệu quả với những tình huống xử lý không tốt liên tiếp. Với một lực lượng rất nhiều cầu thủ trẻ và đánh giá là không phải lực lượng tốt nhất của mình, thì đội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã không thể tạo ra những bất ngờ ở cả giải đấu này. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ được chứng kiến 4 trận đấu tứ kết từ lúc 14 giờ. Đó là các trận đấu Hoa Chất Đức Giang Lào Cai gặp Quảng Ninh,
Vietinbank gặp VTB Bình Định Long An, Thái Nguyên gặp Hà Nội và Binh chủng Thông tin Trường Tư Bình Phước gặp Thành phố Hồ Chí Minh. 4 trận đấu diễn ra vào ngày mai đều là trận đấu tứ kết ở nội dung của nữ. Đến ngày 18 tháng 9 thì sẽ là các trận đấu bán kết ở hai nội dung nam và nữ. Và chung kết cuối đó là lễ bế mạc sẽ diễn ra vào buổi tối ngày 19 tháng 9. Và buổi chiều sẽ diễn ra trận chung kết ở nội dung của nữ vào lúc 15 giờ. Và sau đó là trận đấu chung kết ở nội dung của nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những tình huống bóng ở trên sân trong trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Biên Phòng. Chúng ta hãy cùng xem là liệu đội Biên Phòng họ có khép lại trận đấu ngày hôm nay ở trong set đấu thứ tư hay không, hay Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến một sự bất ngờ nào đó khi đưa trận đấu này vào set 5. Mặc dù đây là trận đấu mà kết quả không còn ý nghĩa nữa tại vòng bảng cho cả hai đội, nhưng với Biên Phòng, các cổ động viên của họ rất muốn đấu này có thêm một chiến thắng nữa để khép lại vòng bảng một cách trọn vẹn. Vẫn đang là những phút giây rất giằng co của cả hai đội ở trong những diễn biến đầu tiên của set đấu thứ tư. Điểm đang là 5 đều. Đã có những thời điểm mà đội Thành phố Hồ Chí Minh họ cũng đã chơi một cách rất cứng rắn và có những màn trình diễn gây bất ngờ cho đối thủ. Và đương nhiên với một đội bóng như Thành phố Hồ Chí Minh thì lối chơi như vậy cùng với đó là tinh thần thi đấu của họ cũng rất xứng đáng nhận những lời khen. Thêm một điểm nữa dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, 6 đều. Pha dứt điểm rất mạnh. Gần như là không có cơ hội để có thể phòng thủ một cách tốt nhất. 7-6 dành cho Biên Phòng. Những tình huống xử lý chuyền hai của Hữu Đạt đang mang lại hiệu quả rất lớn cho các tay đập bên phía đội Biên Phòng. Quá hay. Đó là pha bóng mà Minh Đức đã không thể phòng thủ một cách tốt nhất. Minh Đức dường như là đứng sững lại sau tình huống dứt điểm vừa rồi của đối phương. Đó là tình huống dứt điểm bóng chạm vào tay chắn ra ngoài của Nhất Minh. Những pha tấn công liên tiếp của Biên Phòng, cuối cùng họ cũng đã có được một tình huống ghi điểm nữa. Bóng đã chạm vào tay chắn rồi của Bảo Duy.
Trọng tài đã xác định lỗi thuộc về vận động viên bên phía biên phòng trong tình huống vừa rồi. Lỗi chạm lưới trong pha nhảy lên chắn bóng. Tám đều. Bỏ nhỏ. Bây giờ sẽ là tình huống triển khai tấn công tiếp theo của đội biên phòng. Quá hay. Và kết thúc tốt của Huỳnh Pháp. Những tình huống giằng co liên tiếp, những pha chuyển đổi tấn công liên tiếp của cả Thành phố Hồ Chí Minh và biên phòng ở set đấu thứ tư. Dù sao thì chúng ta cũng đang được chứng kiến những màn trình diễn tương đối hấp dẫn của cả hai đội ở trong set đấu này. Và đó là thứ mà các khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn chờ đợi và muốn xem. Như vậy bóng ở ngoài sân. Trọng tài xác định bóng ở ngoài sân trong tình huống dứt điểm của Minh Đức. 9 đều. Vẫn là điểm số hòa. Cơ hội tấn công dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đó là pha kết thúc chưa mang lại hiệu quả của Thanh Chiết. Đây là tình huống cũng quá sát lưới và đà băng lên của Thanh Chiết để có thể dứt điểm tốt hơn. Đã không còn nữa. 11-10 dành cho biên phòng. Biên phòng vẫn tiếp tục là đội vươn lên dẫn điểm. Hai pha tấn công liên tiếp của Thanh Chiết đã không thể mang về điểm dành cho đội Thành phố Hồ Chí Minh. 12-10. Thêm một pha block nữa của tay chắn bên phía đội biên phòng. Biên phòng đã tạo ra cách biệt 3 điểm ở trong set đấu thứ tư. Bóng được nhồi đến vị trí của Thanh Chiết quá nhiều và như vậy là đủ để cho các vận động viên bên phía biên phòng bắt bài. Và các thành viên trong ban huấn luyện của Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Trước đó thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những nhịp lên bóng và ăn điểm rất tốt. Nhưng giờ họ sẽ phải đóng vai là những người bám đuổi ở trong set đấu thứ tư. Trọng tài xác định đó là điểm dành cho đội biên phòng. Lại thêm một điểm nữa dành cho các vận động viên áo trắng. Và giờ thì là bất lợi dành cho Thành phố Hồ Chí Minh ở trong set đấu mà chúng ta được theo dõi. Bước 1-0 hiệu quả rồi. Bước 1-0 tốt của Trọng Phúc, libero bên phía đội Thành phố Hồ Chí Minh. Và cách biệt đã được nới rộng lên thành 5 điểm. Đây là set đấu nếu như biên phòng vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ khép lại ngày hôm nay với chiến thắng 3-1. Dù đó không phải là điều gì bất ngờ với một thế trận như thế này, nhưng đúng là
người hâm mộ của Thành phố Hồ Chí Minh họ sẽ tiếc nuối cho đội U23 của đội bóng này. Ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chơi rất quyết tâm. Với khoảng cách như thế này thì rất khó để Thành phố Hồ Chí Minh có thể đưa trận đấu đến với set 5. Bây giờ thì ban huấn luyện của Thành phố Hồ Chí Minh có lẽ là chỉ cố gắng để nhắc nhở các học trò về những lỗi kỹ thuật và bổ sung cho họ khi cần thiết mà thôi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải hướng đến những giải đấu tiếp theo với một lực lượng tốt hơn nữa và chuẩn bị hiệu quả hơn nữa. Giờ thì không có mạch ghi điểm liên tiếp một cách tốt hơn dành cho đội biên phòng, nhưng dù sao họ cũng đang dẫn với khoảng cách rất ấn tượng ở thời điểm này. 11-17, pha phạt bóng sẽ là của Thanh Chiết. Cơ hội tấn công dành cho đội biên phòng nhưng đó là pha đỡ bước một không hiệu quả tới từ vị trí của libero Văn Lương. 12-17, vẫn là Thanh Chiết phát bóng. Dứt điểm phía sau vạch 3m và đó là tình huống phòng thủ thành công. Và tình huống tiếp theo thì đội Thành phố Hồ Chí Minh đã có một pha block hiệu quả. Hữu Đạt là người đã dứt điểm trong tình huống này. Không qua được tay chắn. Tài Nhật Tỷ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Mười ba mười bảy nhưng ở tình huống tiếp theo thì không có cơ hội cho các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Trong pha bóng này thì Trần Văn Nam là người đã có cú dứt điểm bóng cắm sàn. 18-13, cách biệt 5 điểm dành cho đội biên phòng. Họ đang dần đến gần hơn với chiến thắng chung cuộc trong ngày hôm nay. Bóng chạm vào tay chắn và sau đó đổi hướng. 14-18. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, Ung Duy Quang lại được vào sân. Sự thay đổi chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Ngọc Thanh. Tiếp tục là Trần Văn Nam. Văn Nam đang trở thành một trong những tay đập ghi nhiều điểm nhất cho đội biên phòng ở trận đấu ngày hôm nay. Mười chín mười bốn Hữu Đạt phát bóng. Cơ hội tấn công dành cho đội biên phòng. Dứt điểm phía sau vạch 3m và đó là tình huống phòng thủ tốt của libero Trọng Phúc. Trọng Phúc đã có một tình huống phòng thủ rất hay. Lời khen dành cho libero của đội Thành phố Hồ Chí Minh, người đã dẫn tới điểm số này dành cho đội bóng áo đỏ. 15-19, cách biệt vẫn đang là 4-5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có được mạch ghi điểm tốt hơn. Nhưng rõ ràng là biên phòng họ chơi rất bản lĩnh. Văn Nam là người đã có một pha kết thúc không thể ngăn cản. Tiếng phối hợp tốt với Huỳnh Pháp cùng Hữu Đạt
20-15. Biên phòng đang đến rất gần với chiến thắng chung cuộc. Thêm một tình huống phát bóng đến vị trí của libero Trọng Phúc. 21-15. Văn Nam có lẽ là vận động viên chơi hay nhất trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng chạm chắn và ra ngoài. Điểm thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. Lần này là một pha dứt điểm khôn ngoan của Bảo Duy. 16-21. Rất mạnh. Minh Đức đã có một tình huống tấn công quá mạnh và khiến cho Nhật Tỷ không thể phòng thủ thành công. 22-16 và mọi thứ gần như là khép lại với Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu ngày hôm nay. Xin được nhắc lại là vào ngày mai sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng tứ kết nội dung của nữ. Các trận đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 14 giờ. Các đấu giữa Hoàng Chất Tư Gia Lào Cai gặp Quảng Ninh, Vietinbank gặp VTV Bình Định Long An, Thái Nguyên gặp Hà Nội và Bi Trùng Thông Tin Trường Tư Bình Phước sẽ chạm trán với Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là 4 trận đấu diễn ra ở vòng tứ kết nữ. Đến ngày 18 tháng 9 chúng ta sẽ được theo dõi các trận đấu bán kết ở hai nội dung nam và nữ. Ở nội dung của nam thì sẽ là hai trận đấu bán kết: Thể Công Tân Cảng gặp Hà Nội, Ninh Bình gặp Biên Phòng. Trận đấu sẽ khép lại vào ngày 19 tháng 9 với các trận đấu chung kết ở hai nội dung nam và nữ, cuối đó là lễ bế mạc. Đang là match point dành cho đội Biên Phòng và như vậy là màn so tài giữa Biên Phòng gặp Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với chiến thắng thuộc về đội Biên Phòng. Một chiến thắng không có quá nhiều bất ngờ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay họ cũng đã chơi một cách rất nỗ lực trước Biên Phòng. Và điểm nhấn của họ đó chính là việc vượt qua Biên Phòng trong trận đấu đầu tiên với điểm 25-21. Ba trận đấu